Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để đồng bộ dữ liệu Authy sang một cái thiết bị smartphone khác. Ok, thì đây là cái Authy. KTV sẽ test để làm cái video này. Rồi, quý vị để ý đến cái phần cài đặt này. Quý vị hãy vào cái phần account này. Đây, quý vị phải bật cái backup này lên. Ok chưa? Quý vị bật cái backup này và quý vị đặt cái mật khẩu để đồng bộ. Rồi, bây giờ KTV sẽ thoát ra này. Bây giờ KTV sẽ xóa cái này đi. Xóa này. Xóa. Ok, KTV sẽ tải một cái mới vào App Store để tải về này. Và tìm kiếm này. Ở cái ô tìm kiếm, quý vị để là Authy và chọn cái Authy thứ nhất này. Rồi, quý vị bấm vào cái biểu tượng để tải về này. Rồi, tải xong, quý vị chọn mở luôn này. Ở cái ô cộng code này, quý vị hãy nhập là Việt Nam. Việt Nam cộng 84 này. Ở cái ô cell phone, quý vị nhập số điện thoại của quý vị vào. Cái số điện thoại mà quý vị đã đăng ký ở cái Authy trước rồi đấy ạ. Và quý vị bỏ số 0 ở phía trước đi. Nhập xong, quý vị chọn OK này. Quý vị hãy chọn SMS này. Rồi, quý vị nhập 6 cái số mà quý vị nhận được từ tin nhắn vào đây. 404 này. 162. Quý vị chọn cho phép đi. Rồi, quý vị vào cái biểu tượng cài đặt này. Quý vị chọn đến cái phần account này. Quý vị bật backup lên này. Phần này quý vị nhập cái mật khẩu mà quý vị đã đặt ở cái backup trước này. Nhập xong, quý vị hãy chọn Enable này. Tiếp theo, quý vị xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Rồi, quý vị chọn OK. Rồi, quý vị chọn Exit này. Ok, vậy là cái dữ liệu từ Authy trước đã được đồng bộ sang một cái thiết bị mới. KTV xin kết thúc video tại đây.